Xin chào quý vị! Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm những phương pháp, bí quyết làm đẹp được chia sẻ từ một gương mặt diễn viên nổi tiếng đã rất quen thuộc với khán giả của màn ảnh nhỏ. Xin được giới thiệu diễn viên Hiền Mai. Xin chào chị Hiền Mai, chị được khán giả biết tới với những cái vai diễn rất là ngọt ngào và rất là giản dị. Không biết là chị có thể chia sẻ một chút về công việc của chị bây giờ hay không ạ? Hiện tại thì Hiền Mai vẫn làm công việc của một diễn viên, đi đóng phim và nhận làm những cái show diễn phù hợp với sở thích của mình. Thật ra thì vào những năm 90 cũng có rất nhiều những nghệ sĩ cũng như những diễn viên nổi bật với tài năng cũng như là nét đẹp của họ. Tuy nhiên thì mọi người vẫn luôn luôn nhớ tới hình ảnh của một diễn viên Hiền Mai tới tận bây giờ vẫn rất trẻ trung. Không biết là chị cảm thấy như thế nào về cái lời nhận xét này? Thật ra thì thay đổi nhiều chứ. Theo năm tháng thì đương nhiên không ai có thể giữ được mãi mãi cái sự trẻ trung cũng như là cái sắc đẹp của mình. Chỉ có điều là mình cố gắng níu kéo được cái sự sức khỏe của mình cũng như là cái vẻ bề ngoài của mình làm sao cho nó luôn luôn có một sự tươi trẻ thì nó sẽ cảm thấy nó đỡ hơn nhiều thôi, chứ còn làm sao mà không thay đổi được. Chị Hiền Mai thân mến, chị có cảm nhận như thế nào về những công nghệ làm đẹp mới và tiên tiến hiện nay? Chị rất là thích nghiên cứu về những cái vấn đề đó. Chị thích đi spa để mà được massage mặt, massage người cho nó khỏe khoắn, tươi tỉnh. Cũng như là chị rất quan tâm về những cái vấn đề công nghệ mới làm trắng da, sáng da mà rất là tự nhiên, rất là nhanh chóng, thì cái điều đó mình cũng rất là thích. Vậy không biết là chị có thường xuyên ra Hà Nội công tác không ạ? Chị rất là hay đi Hà Nội, chị mê đi Hà Nội lắm. Vì Hà Nội đẹp, ở Hà Nội còn có rất là nhiều điều để mà quyến rũ. Vậy thì mỗi lần ra Hà Nội công tác, chị có dành thời gian để thư giãn cũng như là làm đẹp hay không? Thật ra thì ra Hà Nội thường là vì công việc cho nên rất là bận rộn. Nhưng mà chính vì bận rộn như vậy nên cũng rất là mệt mỏi. Nên Mai cũng thỉnh thoảng khi mà mệt quá thì cũng hay ghé một cái chỗ quen biết. Thì ở đó, khi tới đó được chăm sóc massage này kia, mình cũng cảm thấy rất khỏe, rất là thích. Luôn xuất hiện trong những bộ sưu tập thiết kế thời trang mới nhất, siêu mẫu Marcelina thường xuyên phải làm việc dưới ánh nắng. Chính vì thế, những vết nám tàn nhang đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt cô. Và Marcelina đã đến với thẩm mỹ quốc tế Bali, 463 Kỳ Mã, Hà Nội để được tư vấn cho một liệu trình điều trị nám hiệu quả nhất. Công việc làm người mẫu khiến mình phải làm việc dưới nhiều môi trường khác nhau, khi thì đi quay hoặc chụp hình trên catwalk với đèn công suất lớn, khi lại phải chụp hình cả ngày ngoài ánh nắng mặt trời. Và các bạn cũng biết đấy, đây là một trong những tác nhân ảnh hưởng xấu tới làn da, đặc biệt là những vết nám và tàn nhang. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của Marcelina và tôi rất lo lắng về vấn đề này. Để giúp Marcelina xóa bỏ nỗi lo về các vết nám, tàn nhang, các chuyên viên tại thẩm mỹ quốc tế Bali đã tư vấn để cô thử trải nghiệm công nghệ điều trị nám thế hệ mới Spectra. Công nghệ sử dụng bước sóng Q-Switch 1064 nanomet và 532 nanomet, hấp thu chọn lọc vào sắc tố ở da vùng thượng bì và trung bì, làm phá hủy sắc tố trong tế bào để các vết nám, tàn nhang sẽ nhanh chóng bị phân hủy, giúp Marcelina sở hữu làn da trắng mịn, căng tràn sức sống. Trước đây khi mới đến Việt Nam, Marcelina rất phân vân trong việc lựa chọn địa chỉ làm đẹp và công nghệ trị nám cho hiệu quả và an toàn. Qua các phương tiện truyền thông, mình được biết tới thẩm mỹ quốc tế Bali 463 Kim Mã và đã trải nghiệm dịch vụ điều trị nám bằng công nghệ cao tại đây. Thật bất ngờ, với một liệu trình điều trị đơn giản và nhanh chóng, mình đã có một làn da mịn màng tự nhiên, những vết nám trên khuôn mặt không còn là nỗi lo ngại của mình nữa. Mình cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Spectra là công nghệ điều trị nám hiện đại và được các tổ chức uy tín trên thế giới như FDA Hoa Kỳ và CE châu Âu chứng nhận về tính an toàn và hiệu quả trong việc điều trị nám da mà lại không ảnh hưởng tới cấu trúc bình thường của da, không gây tổn thương da, không để lại sẹo hay các tác dụng phụ. Nám da nếu không biết cách điều trị đúng cách sẽ gây ra tình trạng nám nhiều và khó điều trị hơn. Do vậy, cần phải điều trị tận gốc. Để làm được điều này, cần phải đẩy lùi hoàn toàn các tế bào melanin dưới da, đồng thời loại bỏ các hắc sắc tố đã có trên bề mặt. Spectra Laser Tuning mang lại hiệu quả vượt trội trong việc loại bỏ hoàn toàn các tế bào melanin dưới da, giúp xóa tan các vết nám tàn nhang. Bên cạnh đó, làn da của bạn tiếp tục được chăm sóc để cải thiện tình trạng da tổn thương do nám, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen mới, giúp da được căng mịn tươi sáng.
Ngoài ra, tại Thẩm mỹ quốc tế Bali 463 Kim Mã Hà Nội còn có những dịch vụ làm đẹp với công nghệ cao như công nghệ trẻ hóa da Thermas, công nghệ trị mụn Theraclear, chườm lông thế hệ mới, công nghệ giảm béo chỉ một lần điều trị duy nhất Liposonic, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một làn da, một vóc dáng hoàn hảo. Cuộc trò chuyện vừa rồi với diễn viên điện ảnh Hiền Mai cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali tại địa chỉ 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội đã tài trợ để chúng tôi thực hiện được chương trình. Một lần nữa, cảm ơn chị Hiền Mai đã dành thời gian cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.